đi xuyên xuyên mọi người xuyên bên phải nhớ ha. Em tên người hả? Bị bao lâu rồi? Hồi Tết tới giờ. À, rồi đau huyết áp rồi có cao huyết áp rồi không? Chứ về chẩn đoán làm sao? Chưa khám gì đó. Rồi nhà uống thuốc làm sao? Chứ không có gì đó, có đau lưng, có đau gì không? Không, có đau lưng. Hồi trước em trật cái vai. À, vậy hả? Trật cái vai. Ông nào giữ nhai được trong hai người? Chưa đi lại. Thấy không? Rồi, ra sáng. Mày kiểm tra đi lại, mày đi lại. Thôi đi lại phải không? Bây giờ em đi tới đằng kia coi, đi nhanh lên thử được không? Đi xuyên xuyên, mọi người xuyên bên phải nhớ ha. Xuyên bên phải ha. Rồi ok, đi tới nè. Thì đo tay luôn. Đây tay rồi đo tay rồi đây nè, vòng tay nè, rồi à, một cái rồi vòng qua đây, hai một rưỡi rồi được rồi, em làm gì tay mất rồi, tiếp lên đi, tốt rồi đó, chưa tốt. Nằm xuống. Làm vậy mới thấy, đúng không? Đưa đi thầy. Đi nhanh được rồi đó. Rồi. Ừ. Đâu. Rồi. Đúng rồi. Hay. Ngồi chạy nha. Đi theo. Bây giờ chạy nữa ghê. Chạy em chạy bình thường đi. Ờ, chạy bình thường hả? Nhưng bây giờ vậy nhanh. Đi em lên, đi nhanh lên. Ngồi xe nó bị tê. Ngồi xe tê. Bây giờ em ngồi xuống cái tê không?
Đó, bây giờ vòng tay là đi nãy vòng tay có hết không? Ok, cái bài này vòng tay thì chắc ok hơn. Ủa nãy có hả? Xong rồi. Rồi, vậy em ngồi xuống dậy thử coi sao. Rồi, đứng dậy. Khác hả? Dễ ngồi hơn. Em, rồi. Vẫn là tôi nhắc nhở, nhịn ăn hút không khí chồng nãy cho thôi. Nếu mà em muốn khỏi, triệt để. Ok? Rồi, cảm ơn em. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.